Rồi, hello, xin chào anh em, bà con, cô bác ha. Nay mình mới về được một con bơm nước Honda nha anh em ha. Honda Cosin, anh Gia Băng ha. Cái này là tem của là cái sò bơm. Đây, thông số của sò bơm đây. Bơm 600 lít trên phút nè. Cái này là đẩy xa 30 mét nè anh em ha. Đẩy xa 30 mét là họng là 50 anh em ha. Họng hút không xả đều là 50 hết ha. Đó. Đây mắt in da băng đây ha. Con này còn rất là đẹp anh em. Đây, tóc không ra nè. Cực kỳ đẹp ha. Đây, số seri GC01 ha, 237-3624 ha. Con máy này phải nói là đẹp trên 95% anh em. Đây, ốc ác vàng cháy ha. Đầu bơm ốc rác thì cháy. Này anh em nhớ để ý nha, mình thử cái bơm nước á, nên mình nên để nước trong này ha, để nước đó, để nước cho nó đầy trong này ha, nó nằm tới cái nắp bê này nè, để cho nó tránh tình trạng là mình thử lâu quá nó khô nước nó cháy phốt ha. Này bên nào cũng đẹp anh em, coi ốc của sông bô nè, đây, ốc của sông bô còn xanh lè luôn anh em. Này, cái này là cổ bằng cổ inox luôn ha. Lốc máy thì bao zin anh em ha, máy còn rất là đẹp, mình mới vệ sinh sơ sơ thôi ha, chưa vệ sinh kỹ nữa ha. Đây Kenhin da băng ha, zin 100% anh em ha, zin từ sò tới máy nè. Đây nè, bô nè có đóng khối có đóng gì đâu anh em ơi, cái lòng trong bô là có đóng cái khối cái gì nào đâu, có chảy chiếc gì đâu anh em. Con này mugi còn mugi zin luôn ha anh em, quá cứng. Đây còn mugi zin luôn ha, nắp cò hơi xét xíu đó. VNGK ha. Con này cái nắp xăng này là xịn sò ha, thùng xăng thì thôi rồi luôn. Đây thùng xăng có dính miếng nước ở chỗ này anh em, thùng xăng này nó mất cái lượt xăng nha anh em, thùng xăng mới tinh, xăng này là xăng Nhật luôn nha anh em, thùng xăng Nhật mới còn có khúc mình chế thêm xăng của mình vô thêm cho đủ vậy ha, chứ về là còn nguyên xăng Nhật luôn. Đây Honda GX 120 4HP nha, máy móc là cực kỳ đẹp ha, không có một miếng chạy nước sơn anh em. Đây đem mình sang đây mắt in da băng ha. Đấy. Đây, trong lốc máy ở trong này nè nó cũng đóng rồi. Đây. Honda GX 120 ha. Đấy. Con này thì không còn gì phải bàn nữa anh em, này mở công tắc lên. Cực kỳ hiếm anh em. Đây, máy mình làm là không bao giờ có vụ lên ga đóng e mà giật đâu ha, để nguyên thì giật thôi. Con này là khi anh em gắn cái ống bơm vô rồi ha, anh em gắn ống bơm vô rồi mồi nước cho nó đầy nước trong này là nó tự hút, mình không cần phải hút nha. Đó. Này là tự hành nha. Đây đó là cho anh em rồi. Đây, mở công tắc lên. À, ga không lên ga nè, e không đóng ga này ha. Đó, xăng mở. Kéo. Cực kỳ êm ái anh em. Con máy này thì nó thẳng ra là nó gần như mới nha. Gần như mới, chưa có xài có gì đâu anh em ơi. Mấy con ốc sò bơm mà nó còn vàng cháy, cái lội mà nó nằm dưới nước mà nó còn đẹp gì là anh em biết ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu alo cho mình ha. Oh, xin chào anh em.